Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Mobile City. Poco F1 thì còn ngon hay không? Có nên mua chiếc Xiaomi Black Shark 3 và giữa chiếc Red Magic S8 Pro và LG Phone 6 chọn máy nào? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Sửa chữa iPhone giá gốc, tổng quà tặng lên tới 1 tỷ đồng tại Mobile City. Chi tiết dưới phần mô tả video. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn xem nhanh, kích vào từng câu giúp mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Pocophone F1 còn ổn không anh em? Định mua về chơi tốc chiến. Rồi, hiện tại với chiếc Poco F1 thì người dùng bán trên Facebook ấy lanh quanh khoảng từ 1 triệu rưỡi tới 1 triệu 6 đúng không? Và mình thấy hiệu năng của máy thì chơi tốc chiến ok nhá. Snap 845 mà. Hiện tại quẩy tốc chiến thì vẫn khá ổn áp. Các bạn để điều hòa cho mình thôi. Vẫn chơi 60 FPS ngon lành. Và trong tầm giá này thì điểm mạnh của chiếc Poco F1 ấy theo mình sẽ là pin nha. Dung lượng pin 4000 thì tất nhiên bây giờ không phải quá trâu rồi, thậm chí hơi yếu. Nhưng mà những máy dùng chip Snapdragon 845 trong tầm giá này ấy, thì như vậy là ok nhất rồi. Trong tầm giá nhá, các bạn sẽ có chiếc Sony Xperia XZ2 này hay là LG G7 đều dùng Snapdragon 845 đúng không? Nhưng mà pin sẽ chỉ khoảng 3000 với cả hơn 3000 mà thôi, kém Poco F1 khá là nhiều. Ngoài ra thì chiếc Poco F1 ấy sẽ có cả giắc tai nghe 3.5mm và hai loa ngoài nhá. Trong khi chiếc G7 thì không có hai loa, còn XZ2 thì có hai loa nhưng mà sẽ bị cắt giảm cái phần giắc tai nghe 3.5mm. Đó. Nhưng mà rõ ràng rồi, về mặt chất lượng màn hình này, chất lượng camera hay là tiếng Việt cộng với cả thông báo ấy, Poco F1 không thể bằng so với cả chiếc G7 hay là XZ2 được đúng không? Rõ ràng luôn. Vậy nên với câu hỏi của bạn thì đó, mua chiếc Poco F1 để chơi tốc chiến thì ok, nhưng mà bạn phải cân đối cả chiếc LG G7 với cả Xperia XZ2 nhá. Cũng Snapdragon 845 hiệu năng không chênh nhau quá nhiều. Và với hai chiếc máy kia thì pin kém đi một chút, nhưng mà bù lại sẽ có tiếng Việt này, camera và màn hình chất lượng hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, Black Shark 3 còn đáng mua không ạ? Rồi, hiện tại mức giá của chiếc Shark 3 tại Mobile City bán luôn nhá, chỉ khoảng 3 triệu tư mà thôi. Mình thấy đây là một chiếc máy rất ngon trong tầm giá. Lý do, các bạn sẽ có con chip Snapdragon 865 này, cộng với cả màn hình AMOLED 90Hz. Combo này thì quá ngon trong tầm giá rồi. Với con chip Snapdragon 865 lại còn là một chiếc gaming phone nhá. Hiện tại chiếc Shark 3 quẩy được all game, Genshin Impact đi, các bạn chơi đồ họa trung bình rất là tốt, 5x FPS luôn, nhiệt độ ổn định. Màn hình thì đó, tấm nền AMOLED rồi, màu sắc lên khá tốt, 90Hz vuốt mượt mà. Hai loa cũng rất tốt nha, gaming phone mà. Pin 4700 đủ dùng rồi, đi kèm với cả sạc 65W. Và đặc biệt, cầm vào chiếc Shark 3 các bạn sẽ cảm nhận được ngay, đây là một chiếc máy rất cao cấp, cầm chắc nịch luôn. Khung kim loại, mặt kính các thứ và thiết kế rất là ngầu đúng không? Mình thấy thiết kế của chiếc Shark 3 đẹp hơn cả Shark 4, Shark 5 đúng chưa? Bạn nào đồng ý với mình ấy, comment phía bên dưới nha. Tất nhiên là chiếc Shark 3 cũng sẽ có nhược điểm thôi, về camera không quá tốt này, cộng với cả không có tiếng Việt, máy cũng sẽ bị trễ thông báo. Thì những bạn mua làm máy chính ấy cần phải xem xét nhá. Trong tầm giá này thì có cả chiếc Xperia 5 Mark 2 này hay là chiếc LG V60 cũng là Snapdragon 865 nhưng mà có tiếng Việt các thứ thông báo sẽ ok hơn. Nhưng mà đó, mua để giải trí chơi game thì Shark 3 quá tuyệt vời. Đến với câu hỏi thứ ba, anh ơi nên mua Red Magic 8S Pro hay LG Phone 6 chơi game? Em thấy tính năng Space LG nhiều mà thích Red hơn. Ok, mình thấy nhá, chiếc LG Phone ấy với quan điểm của mình này, thậm chí không ăn được cả chiếc Red Magic 8 Pro, chứ đừng nói là chiếc Red Magic 8S Pro mới ra mắt. Duy nhất có mỗi cái phần là cầm nắm chiếc Acer LG Phone 6 thì có vẻ là thuận tay hơn một chút đó, tại vì mặt lưng bo cong mà, không bị cấn tay như kiểu chiếc Red Magic 8 Pro với cả 8S Pro. Và camera selfie của chiếc LG Phone 6 thì cũng sẽ đẹp hơn hẳn nhá. Cam bình thường mà, chiếc Red Magic thì cam ở dưới màn hình sẽ phải hy sinh một chút. Còn lại những thứ khác, Red Magic vượt trội luôn. Màn hình á, một trời một vực luôn. Red Magic 8 Pro á, màn full view này không khiếm khuyết, 4 viền mỏng hiển thị rất xuất sắc, màn trong vắt luôn. Trong khi với chiếc LG Phone 6 thì cầm mới chán quá dày, màu sắc cũng sẽ không quá trong nhá. Mình cảm giác màn của LG Phone 6 ấy hơi tới một chút. Hiệu năng thì sao? Snap 8 Gen 2 của Red Magic 8 Pro thôi, ăn đứt 8 Plus Gen 1 của chiếc Asus LG Phone 6 luôn. Đừng nói tới Snap 8 Plus Gen 2 của chiếc Red Magic 8S Pro nhá. Pin hai máy thì đều 6000 rồi, đều sẽ có hai phím trigger này. Và cái phần game space thì theo quan điểm của mình nhá, Red Magic nhiều tính năng hay ho hơn đó. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì đó, với chiếc LG Phone 6 thì các bạn cần cái camera selfie thì mới mua thôi, chứ còn đâu thì chọn chiếc Red Magic 8S Pro cho mình. Ok, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Và link mua tất cả các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.